Chào các bạn, hôm nay mình sẽ xem thử bên McDonald's ở Nhật có gì nha. Bây giờ là giờ breakfast ở đây nè. Họ có đủ các cái món burger với lại trứng. Rồi cũng có cà phê, có pancake, có scrambled egg các thứ. Có hash brown nữa. Rồi khoai tây chiên á. Khoai chiên nhưng mà chiên họ bào nhỏ ra xong rồi họ nắng lại là họ chiên là hát vào mà cái đặc biệt ở McDonald's ở Nhật đó là nó có chicken nugget, có gà cục gà miếng á, cho con nít ăn á buổi sáng, bởi vì ở Mỹ thì cái đó không có, chicken nugget thì phải là buổi trưa mới có. Khi mà bạn order ở Nhật thì bạn muốn order Happy Meal hoặc là mua cái mấy cái meal cho người lớn á, bạn nói meal người ta không có hiểu, bạn phải nói là set thì họ mới hiểu. Bữa trước nói meal á, họ cho có mỗi cái burger cũng vậy, không có fry, không có drink, không có gì hết đó, nhưng mà nếu bạn nói set thì họ hiểu ha. Mua một cái Happy Meal này là hết khoảng chừng 500 yen, mua hai cái là hết 1000. Can you show me your happy meal? Chicken nuggets, no sauce. Yeah, barbecue sauce. Oh, same. Yeah. Mua cho tụi nó chicken nuggets ăn buổi sáng. Can you show me your chicken nuggets? Okay. Looking good. Yeah. Wow, yummy, yummy. What sauce do you have? I don't know. Barbecue. Nếu mà bạn thích cái video này thì hãy subscribe, like, share và cho mình biết bạn muốn coi video nào trong kỳ sau nha. Bye bye.